Ništa, čekaj, čekaj. Quý vị khán giả truyền thân mến, chúng ta một lần nữa sẽ đến với sân Đồng The Seven tại Dubai để theo dõi trận đấu giao hữu quốc tế thứ hai liên tiếp của đội tuyển U22 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Một trận đấu đáng được chờ đợi bởi vào lúc này thì đội tuyển U22 đã có được gần như là đầy đủ những sự lựa chọn tốt nhất từ những cầu thủ trở về từ đội tuyển quốc gia cho tới sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đối thủ của chúng ta ngày hôm nay sẽ là U22 Kyrgyzstan. Cách đây vài ngày thì chúng ta đã gặp Tajikistan trong một trận đấu cũng để lại nhiều sự tiếc nuối, nhưng cũng đã thu được những bài học kinh nghiệm quý giá để chuẩn bị cho giải đấu chính thức đang chuẩn bị diễn ra trong thời gian tới đây. For national anthem of Vietnam.
đã tập trung muộn nhất với đội tuyển U23 Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia và cả huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây sẽ là trận đấu giao hữu quốc tế thứ hai sau gần 2 năm mà đội tuyển U23 Việt Nam rèn quân nhưng không có được điều kiện để giao hữu quốc tế như thế này. Những bài học, một kinh nghiệm rất quý báu và cơ hội cọ sát để giúp cho trình độ chuyên môn cũng như bản lĩnh của các cầu thủ được tăng lên trước thềm những giải đấu lớn. Ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân trong bộ trang phục màu trắng và người mang chiếc băng đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Nhìn vào đình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giữ lại 4 cầu thủ ra sân trong đình xuất phát ở trận đấu gặp Tajikistan. Và về cơ bản thì những cầu thủ được lựa chọn trong đình xuất phát này đang là những sự lựa chọn được coi là tốt nhất. Vòng chung kết vòng loại U23 châu Á đang đến rất gần và chúng ta cũng đã phải được đón nhận những tin vui về sự thuận lợi mà đội tuyển U23 Việt Nam có thể có được trong cuộc cạnh tranh. U23 Australia và U23 Indonesia sẽ thi đấu với nhau trong bảng đấu sẽ chỉ còn 2 và đội nhì ở bảng đấu đó sẽ không được xét thành tích nằm trong nhóm những đội bóng được coi là có thành tích thứ hai tốt nhất để lọt vào vòng chung kết. Đó sẽ là một điểm thuận lợi hơn nữa cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ở trong hiệp 1 của trận đấu giao hữu này, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chân sút thành bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Xuân Tú, người đã ghi bàn thắng cách đây ít ngày, hôm nay đã được ra sân trong đình xuất phát trong vai trò của một trung phong. Mặt sân của sân The Seven có thể coi là không quá lý tưởng. Điều này đã được thể hiện tương đối rõ ở trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Tajikistan cách đây ít ngày. Một trận đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam đã vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng thì cũng không duy trì được lợi thế của mình. Kết quả là không quá quan trọng trong một trận đấu giao hữu trước thềm của vòng loại U23 châu Á. Điều quan trọng là với sự lắp ghép của huấn luyện viên Park Hang-seo, với những chiến thuật mà ông muốn lắp đặt lên đội bóng của mình ngày hôm nay sẽ được thể hiện như thế nào với những con người hiện có. Đội xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam gồm có thủ môn mang áo số 12 Quan Văn Chuẩn, các cầu thủ số 2 Liễu Quang Vinh, số 14 Bùi Hoàng Việt Anh, số 20 Nguyễn Thanh Bình, số 22 Lê Văn Xuân, số 16 Trần Bảo Toàn, số 3 Trần Văn Công, số 9 Lý Công Hoàng Anh mang băng đội trưởng, số 17 Nguyễn Hai Long, số 24 Lê Văn Đô và số 21 là Lê Xuân Tú. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam là ông Park Hang-seo. Cách đây ít ngày khi ông Park Hang-seo còn đang phải thực hiện cùng với đội tuyển quốc gia thì người đã nhận vai trò chỉ đạo cho đội tuyển U23 Việt Nam ở trận giao hữu gặp Tajikistan, đó là ông Kim Han-un. Và đương nhiên sau khi kết thúc trận đấu với Oman thì ngày 13 tháng 10 huấn luyện viên Park Hang-seo cùng 3 tiền thủ đó là Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh và Văn Toàn đã đáp chuyến bay từ Oman sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tập trung cùng với đội tuyển U23 Việt Nam. Trong buổi tập đầu tiên của các cầu thủ U23 Việt Nam vào ngày 14 tháng 10 có mặt của huấn luyện viên Park Hang-seo thì ông không trực tiếp huấn luyện mà chỉ đứng theo dõi quan sát. Trợ lý của mình đó là ông Kim Han-un trực tiếp chỉ đạo các học trò. Vào ngày 15 và ngày 16 tháng 10 thì huấn luyện viên Park Hang-seo mới trực tiếp huấn luyện và chỉnh sửa cho các cầu thủ. U23 Việt Nam chủ yếu tập các bài về kỹ chiến thuật, chơi bóng ngắn nhỏ, ít chạm với cường độ cao. Trong trận giao hữu quốc tế thứ hai này của các cầu thủ U23 Việt Nam thì đối thủ cũng là một đội bóng đến từ Trung Á. Nhìn vào thể hình của các cầu thủ Kyrgyzstan ngày hôm nay thì có vẻ như đây là một đội bóng cũng không có được thể hình quá vượt trội so với các cầu thủ U23 Việt Nam. Đội hình ra quân của các cầu thủ U23 Kyrgyzstan như sau. Trong khung thành đó là thủ môn số 1 mang băng đội trưởng Tokotaev, số 2 Dizakibaliev, số 5 Nulan Ululu, số 12 Zanibek Ulu, số 8 Amir Zaparov, số 6 Sasebekov, số 19 Burubayev, số 21 Kandibekov, số 22 Tapaev và số 18
Atif Baev, huấn luyện trưởng của U23 Kyrgyzstan đó là ông Nubek Zorosov, một vị huấn luyện viên năm nay còn rất trẻ, ông mới 32 tuổi. Huấn luyện viên trưởng của U23 Kyrgyzstan Zorosov là cựu trung vệ của đội tuyển quốc gia, ông cũng mới giải nghệ cách đây không lâu. Đây là Thanh Bình. Atif Baev, huấn luyện trưởng của U23 Kyrgyzstan đó là ông Nubek Zorosov, một vị huấn luyện viên năm nay còn rất trẻ, ông mới 32 tuổi. Huấn luyện viên trưởng của U23 Kyrgyzstan Zorosov là cựu trung vệ. Như cầu thủ Kyrgyzstan được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ mà chúng ta đã gặp cách đây ít hôm. Vừa rồi thì đã có lỗi của Nulan Uulu. Tốc độ khá tốt của Levando. U23 Việt Nam đã chơi với bộ đôi Nguyễn Trần Việt Cường và Văn Đạt ở trên hàng tấn công trong trận đấu gặp U23 Tajikistan. Hiệp 1 của trận đấu giao hữu với Tajikistan là một hiệp đấu được coi là không thành công trong việc triển khai những ý đồ chiến thuật cũng như là cách chơi, đặc biệt là ở mặt trận tấn công khi mà người ta chờ đợi vào một lối chơi có nét hơn. Hiệp 2 với hàng loạt những sự thay đổi, 10 trên 11 sự thay đổi, thì đội tuyển U23 Việt Nam lại chơi tốt hơn hẳn. Toàn bộ các cầu thủ đã được sử dụng trong trận đấu gặp U23 Tajikistan, trừ nhóm cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia có mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Có nhiều điều đã được chỉ ra từ trận đấu này khi U23 Việt Nam dẫn trước nhưng không duy trì được lợi thế. Và hơn thế nữa thì tình huống tranh cãi ở những phút đá bù giờ cuối cùng cũng là một bài học về việc các cầu thủ cần phải kiểm soát được tâm lý thi đấu của mình tốt hơn, tránh những trường hợp xô xát đáng tiếc. Nhìn vào những phút vừa qua thì có vẻ như huấn luyện Park Hang-seo đã có những sự thay đổi nhất định về lối chơi, đặc biệt là hàng thủ. Chỉ có xuất hiện 4 cái tên, đó là Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Liễu Quang Vinh và Lê Văn Xuân. Có vẻ như đây sẽ là dứt điểm. Và dứt điểm vừa rồi là của Lý. Trong những phút vừa qua thì có thể thấy là Lý Công Hoàng Anh đang chơi dâng cao cùng với Lê Xuân Tú ở trên hàng công của U23 Việt Nam. Với sơ đồ 4 hậu vệ thì đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy huấn luyện viên Park Hang-seo có một sự thay đổi lớn đến như vậy. Khá bất ngờ khi cặp tiền vệ trung tâm của đội U23 Việt Nam trong trận đấu này không phải là Lý Công Hoàng Anh và Trần Văn Công, mà đó là Hai Long và Văn Công. Hoàng Anh được đẩy lên chơi hộ công ngay phía sau của Lê Xuân Tú. Nhưng đây là đội hình có thể gọi là 4-2-3-1 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Một cuộc cách mạng tương đối lớn về sơ đồ chiến thuật của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc. Chưa bao giờ chúng ta có thể nhìn thấy được một trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng một sơ đồ với 4 hậu vệ cả. Đây có lẽ là lần đầu tiên, cho dù chỉ là một trận giao hữu mà thôi. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì bóng đá luôn luôn phải thay đổi và cập nhật. Và huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không phải là ngoại lệ. Đây có thể cũng là sẽ là một nét tươi sáng mới cho cao thủ Việt Nam. Nên nhớ rằng các đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á tới đây đều là cao thủ được đánh giá yếu hơn. Và đương nhiên chúng ta sẽ phải chơi tấn công. Và với một sơ đồ mới, sơ đồ 4-2-3-1 thì cũng là một điều hoàn toàn hợp lý.
Pha tranh chấp vừa rồi là của Bùi Hoàng Việt Anh. Bóng bổng là thứ mà chúng ta đã phải thường xuyên đối mặt trong trận đấu gặp Tajikistan. Quả đây là cơ hội dành cho đội áo đỏ. Pha xoay sở khá tốt vừa rồi là của Tapaev. Hành lang cánh trái của đội tuyển U23 Việt Nam bị đối phương khai thác khá nhiều ngay từ trong trận đấu giao hữu đầu tiên. Và cơ hội ngày hôm nay dành cho đối thủ của chúng ta cũng đến từ một pha bóng xuất hiện ở cánh này. Trong trận đấu trước thì hậu vệ cánh trái của đội tuyển U23 Việt Nam đó là Mai Sĩ Hoàng, một cầu thủ tấn công tốt nhưng bề mặt phòng ngự thì Sĩ Hoàng vẫn thực sự là chưa ổn định. Ở trận đấu trước thì huấn luyện viên Kim Ang-un đã sắp xếp với sơ đồ là 3-5-2, một sơ đồ cũng tương đối mới mẻ dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và trận đấu này thì một sơ đồ mới nữa được huấn luyện viên Park Hang-seo có thể gọi là thử nghiệm cho đội U23 Việt Nam. Và đương nhiên chúng ta cũng cần xem rằng với sơ đồ này thì đội tuyển U23 Việt Nam có làm tốt hơn hay không. Đây là Quan Văn Chuẩn. Ngày hôm nay thì chỉ có 4 cái tên trong danh sách các cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam có mặt trong đội chính thức của trận đấu này. Duy nhất trường hợp thủ thành Văn Toàn là cái tên không có tên trong đội hình xuất phát. Trận đấu trước thì Quan Văn Chuẩn là một những cầu thủ chơi rất tốt của đội tuyển U23 Việt Nam. Anh đã có những tình huống phản xạ và cứu thua tương đối xuất sắc. Pha tranh chấp rất quyết liệt của hai đội. Tuy đá với sơ đồ là bốn hậu vệ nhưng chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ nét là huấn luyện viên Park Hang-seo ưu tiên tấn công về phía hậu vệ cánh phải cho Lê Văn Xuân. Mỗi khi Văn Xuân tấn công thì Liễu Quang Vinh có thể trụ lại tạo thành một hàng hậu vệ ba người cùng với Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình. Pha xử lý tốt của Văn Công. Văn Đồ. Thực tế thì mỗi sơ đồ chiến thuật đều có những sự biến chuyển hợp lý trong những thời điểm thực tế ở trên sân. Còn việc tạo ra một cuộc cách mạng thì chúng ta cũng từng được chứng kiến từ U23 Việt Nam với lứa cầu thủ trước khi ông Park Hang-seo cho đội bóng của mình bắt đầu có những sự thử nghiệm thực hành tại giải đấu M150 Cup trước khi chúng ta tạo ra một thành tích có thể nói là lớn nhất ở lứa tuổi trẻ vào năm 2018. Có lẽ là với những con người hiện có ở trong bản danh sách này thì ông Park Hang-seo có những lý do của riêng mình để quyết định điều chỉnh thử nghiệm trong trận đấu ngày hôm nay trước thềm một giải đấu lớn sắp tới. Và điểm đáng chú ý cũng là điều mà chúng ta đã biết, những đối thủ ở cùng bảng tại vòng loại U23 châu Á thì đều là những đội bóng bị đánh giá là không có thể gây được quá nhiều khó khăn với đội tuyển U23 Việt Nam nếu chúng ta chơi đúng sức. Tất nhiên là lứa cầu thủ này của ông Park Hang-seo còn chịu thêm một áp lực tâm lý nữa. Họ bị so sánh rất nhiều với những người đàn anh, những người đã đạt thành công lớn. Họ có quyết tâm để có thể vượt qua được cái bóng của những người đàn anh của mình. Nhưng đôi khi thì sự so sánh thái quá tạo nên một áp lực tâm lý không hề nhỏ. Việc xây dựng đội hình của đội tuyển U23 cho tới thời điểm này được hiểu là dựa trên bộ khung là những cầu thủ đã khoác đội tuyển quốc gia. Toàn Đồ. Đó là lần thứ hai ở trong trận đấu ngày hôm nay Văn Xuân có một tình huống thả trái bóng vào khu vực trung lộ. Trước đó là một cơ hội dành cho Lý Công Hoàng Anh. Việt Nam được hưởng khá nhiều những tình huống phạt góc ở trận đấu gặp Tajikistan. Chỉ có điều là chúng ta chưa một lần thực hiện được thành công những ý đồ đã được tập luyện khá nhiều trong những buổi tập. Đứng trước quả đá phạt góc đang là Hai Long. Không được. Đây là trận đấu thứ hai, giao hữu thứ hai của các cầu thủ U23 Việt Nam, nhưng có cảm giác những phút vừa qua thì cảm giác bóng của các cầu thủ bên phía Việt Nam vẫn chưa thực sự tốt.
đặc biệt là những tình huống đá phạt góc của Hai Long. Trận đấu trước thì Hai Long cũng đã có nhiều tình huống đá phạt góc, nhưng chất lượng của những cú đá phạt góc này là không cao. Vừa rồi cũng là một tình huống mà Hai Long thực hiện không tốt, tình huống mà đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả phạt góc. Chúng ta có nhiều cầu thủ có thể hình tốt như là Lê Xuân Tú, như là Thanh Bình, như là Bùi Hoàng Việt Anh. Không nhất thiết là cứ phải đá những tình huống đá phạt tầm thấp như vừa rồi. Đặc biệt trong trận đấu này thì đối thủ của chúng ta là Kyrgyzstan, cũng là một đối thủ có thể hình không quá vượt trội. Vẫn sẽ là quả đá phạt được thực hiện bởi Hai Long và bóng được treo về hướng cột xa. Nếu như ở đội tuyển quốc gia trong quãng thời gian thăng hoa tại AFF Cup cũng như là Asian Cup, những tình huống phối hợp đá phạt như vừa rồi luôn có những giải pháp hướng tới vị trí của Đoàn Văn Hậu và để cho cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội có những tình huống đánh đầu chiến thuật vào phía trong, thì vừa rồi có lẽ là một giải pháp tương tự với sự xuất hiện của Bùi Hoàng Việt Anh. Ở vòng loại của U23 châu Á thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng Y. Đối thủ của chúng ta sẽ là Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. Các đội bóng tham dự vòng loại sẽ có được 11 bảng đấu. 11 đội bóng nhất bảng và 4 đội nhì bảng tốt nhất sẽ được tham dự vào vòng chung kết. Trong quá trình đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại thì các kênh sóng của chúng tôi cũng sẽ có các phóng viên theo sát đội tuyển U23 Việt Nam và sẽ có thể đưa tới cho quý vị và các bạn những thông tin sát sườn nhất về quá trình tập luyện cũng như là thi đấu trong một giải đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam với lứa cầu thủ hiện tại sẽ phải làm cách nào đó giúp cho chúng ta có được niềm tin lớn hơn. Những bất lợi về việc không được thi đấu giao hữu quốc tế thường xuyên trong 2 năm vừa qua bây giờ cần phải được khỏa lấp bằng nỗ lực của chính các cầu thủ. Ba tình huống cố định cho tới thời điểm này đều chưa đem lại một dấu ấn nào cả. 15 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1 đã trôi qua. Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đang có tỷ số hòa 0-0 với đối thủ. Ở trong trận đấu giao hữu đầu tiên thì cần tới hiệp đấu thứ 2 để chúng ta có thể chứng kiến được những bàn thắng. Đến lúc này thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy có quá nhiều sự đột biến trong lối chơi của các cầu thủ U23 Việt Nam. Vẫn là các cầu thủ Kyrgyzstan dứt điểm. Và dứt điểm của Jabek Uulu. Đây là tình huống dứt điểm thứ 2 của cầu thủ bên phía cánh phải của Kyrgyzstan. Và che chắn rất khéo của Lê Xuân Tú. Cánh phải là Lý Công Hoàng Anh. Vẫn là Hoàng Anh. Cảm giác bóng không tốt. Và phối hợp 1-2 của các cầu thủ U23 Việt Nam. Có vẻ như mặt sân Seven Dubai ngày hôm nay cũng không thực sự quá tốt để chúng ta phối hợp những tình huống 1-2. Ngay trong tiếng bóng như vừa rồi thì một cầu thủ bên phía Kyrgyzstan cũng không chế bóng không tốt, đó là Burubayev. Ở hàng tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu này có những cầu thủ sở hữu cho mình khả năng sút xa tốt. Và tôi đang chờ đợi vào một tình huống mà các cầu thủ U23 Việt Nam như là Hai Long, như là Lý Công Hoàng Anh có thể thực hiện điều đó. Bởi thực tế là trong một thế trận tấn công bế tắc như ở trận đấu gặp U23 Tajikistan cách đây vài ngày thì phần nào đó những cầu thủ mà chúng ta kỳ vọng ở V-League đã từng được chứng kiến những pha bóng như vậy lại không có đủ sự mạnh dạn và quyết đoán để thực hiện những pha bóng có thể đem lại cho chúng ta những hiệu quả bất ngờ. Tôi vẫn nhìn thấy sức y ở đôi chân của các cầu thủ U23 Việt Nam chưa có sự thanh thoát ngay những nhịp đỡ bóng đầu tiên. Không có sự ổn định. Và vừa rồi một tình huống mất bóng rất nguy hiểm. Rất may là trọng tài Salim Kafan đã thổi phạt cầu thủ số 8 bên phía Kyrgyzstan, đó là Zaparov. Những tình huống chuyền bóng trực diện ở phần sân nhà như thế này
cần phải hạn chế tối đa. Thì nếu như chỉ cần một nhận định không thực sự quyết đoán của các trọng tài thì chúng ta sẽ phải nhận những tình huống phản công hết sức nguy hiểm ngay trực diện phía cầu môn của thủ thành Quang Văn Chuẩn. Hai Long đang bị đau, có lẽ là đầu gối của Zaparov đã va vào lưng của Hai Long trong pha bóng vừa rồi. Thực tế là những pha bóng như vừa rồi là điều đã xuất hiện ở trận đấu gặp U23 Tajikistan. Đối thủ của U23 Việt Nam đã có được một quả đá phạt trực tiếp ở những phút cuối hiệp 1, cũng từ một lỗi để mất bóng ở khu giữa sân như vừa rồi. Những trận đấu giao hữu quốc tế là thứ vô cùng quan trọng với các cầu thủ trẻ, và đó là điều chúng ta đã thiếu trong 2 năm vừa qua. Thật tiếc là nếu như có được điều kiện tốt nhất thì đội tuyển U23 Việt Nam ở lứa cầu thủ này với những mục tiêu của vòng loại U23 châu Á của SEA Games diễn ra tại Việt Nam lẽ ra đã có được những cơ hội để hoàn thiện mình tốt hơn. Nhưng sau đó là thực tế mà chúng ta phải đối mặt. Như nói thì bảng Y của chúng ta diễn ra tại Kyrgyzstan vào từ ngày 27 tháng 10 cho tới ngày 2 tháng 11. Ngày 27 tháng 10, Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa trận đấu đầu tiên. Sau đó ngày 30 tháng 10 sẽ là trận đấu giữa Myanmar và Đài Bắc Trung Hoa. Và tới ngày 2 tháng 11 sẽ là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam đối đầu với các cầu thủ Myanmar. Sau khi các đội bóng như Triều Tiên, Trung Quốc và Brunei xin rút lui không tham dự vòng loại U23 châu Á thì cũng đã có những thông tin về việc đội bóng cùng bảng đấu với chúng ta là Myanmar cũng đã xin rút lui. Nhưng đó không phải là một thông tin chính xác. Tiếp tục có một cầu thủ của U23 Việt Nam chấn thương, có lẽ là Hai Long. Những chấn thương vào thời điểm như thế này thực sự rất đáng lo ngại. Thời gian không còn nhiều nữa. Có lẽ nếu như chấn thương cũng không quá nặng thì Hai Long cũng nên được rút ra sân. Đây không phải là thời điểm mà ban luyện đội tuyển U23 Việt Nam có thể mạo hiểm. Hai Long là một nhân tố tốt trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam. Trong một trận đấu giao hữu như thế này thì vẫn còn những cái tên khá ổn có thể thay thế cho vị trí của Hai Long, như là Trọng Long, như là Mai Xuân Quyết, hoặc đó là cái tên Nguyễn Hữu Thắng chẳng hạn. Những cái tên có thể thay thế Hai Long một cách tốt nhất. Nghĩa nói đi, thông tin về Myanmar bỏ giải là một thông tin không chính xác. Như vậy là bên ngoài sân thì ông Park Seo đã lựa chọn Hữu Thắng. Việc rút Hai Long ra khỏi sân khi cầu thủ này có lẽ là đã gặp một chấn thương ở một mức độ nào đó là điều cần thiết. Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á, và cần phải có được sự chuẩn bị tốt nhất cho từng cầu thủ, từng vị trí. Và ai cũng biết là Hai Long được kỳ vọng nhiều như thế nào cho thế hệ mới của bóng đá Việt Nam. Sự xuất sắc của Hai Long trong màu áo của câu lạc bộ Than Quảng Ninh ở mùa giải trước đã giúp anh có một phần thưởng xứng đáng, đó là một bản hợp đồng có giá trị 5 năm với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Một phần thưởng rất xứng đáng dành cho một những tiền vệ trẻ được coi là xuất sắc nhất V-League ở mùa giải qua. Hữu Thắng đã được đưa vào sân để thay thế cho Hai Long. Bộ đôi đã cùng nhau xuất phát ở đội hình thi đấu với Tajikistan. Đây chính là điểm sáng của U23 Việt Nam. Thủ môn Quang Văn Chuẩn đã thi đấu có thể nói là khá hay trong trận đấu giao hữu gặp U23 Tajikistan. Và bên cạnh việc có được Văn Toản trở về từ đội tuyển quốc gia thì U23 Việt Nam sẽ có thêm những sự lựa chọn. Thậm chí là trong năm vừa qua
thì Quang Văn Chuẩn cũng đã biết cách để tạo ra dấu ấn của mình trong các giải đấu quốc nội. Tình huống đỡ bóng nhưng không quan sát của các cầu thủ U23 Việt Nam vừa rồi là một pha va chạm rất mạnh. Trong những trận giao hữu như thế này, chúng ta cần phải hạn chế tối đa những tình huống để chấn thương. Này thì một cầu thủ bên phía Kyrgyzstan đang bị đau. Đây chính là huấn luyện viên trưởng của U23 Kyrgyzstan, ông Trotosov. Nghe nói thì ông Trotosov còn rất trẻ, mới 32 tuổi thôi. Cựu trung vệ của đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan mới giải nghệ cách đây không lâu. Ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển U23 nước này để tham dự vòng loại U23 châu Á diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chắc chắn đây là một đợt tập huấn có ích của U23 Kyrgyzstan. Kyrgyzstan ở bảng E gồm có chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Ấn Độ. Một bảng đấu được coi là rất nặng khi các đối thủ như là chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman là những đối thủ rất mạnh ở khu vực Tây Á. Một bảng đấu cực kỳ khó khăn dành cho Kyrgyzstan. Rõ ràng ở một cái bảng đấu như vậy thì giành được vị trí thứ hai thôi cũng là điều vô cùng khó khăn. Và phá bóng khá bất cần của Quang Văn Chuẩn. Đây là một trận đấu giao hữu thôi, tính chất không quá căng thẳng. Như vừa rồi thì Quang Văn Chuẩn cũng đã xử lý không an toàn. Không có một áp lực nào cả, quá vội vàng. Trong những phút vừa qua thì chúng ta có thể thấy rằng lối chơi của U23 Việt Nam không rõ nét. Những nhân tố đột biến của chúng ta không có nhiều. Nếu muốn nói là chưa xuất hiện, không có những tình huống đột phá, không có những tình huống qua người, đặc biệt là những tình huống chuyền bóng, những tình huống chuyền bóng để đem lại những đường tấn công triển vọng. Đây là Lý Công Hoàng Anh và chuyền bóng trực diện rất hay của Liễu Quang Vinh. Hoàng Anh dứt điểm quá nhẹ. Đây là pha dứt điểm thứ hai của Lý Công Hoàng Anh trong trận đấu này. Nhưng nó đều là những tình huống dứt điểm rất nhẹ và không chính xác. Hoàng Anh là cầu thủ sút xa tốt. Không biết là với quỹ thời gian còn lại của U23 Việt Nam trước khi bước vào các trận đấu trong khuôn khổ của vòng loại thì huấn luyện viên Park Hang-seo có được đủ thời gian để tạo ra một bước thay đổi mang tính đột biến hay không. Bởi với một lối chơi không rõ ràng như thế này thì cũng có thể thấy là lứa cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề, không chỉ là ở vòng loại U23 châu Á mà còn cả ở những mục tiêu lớn sắp tới. Pha tranh chấp vừa rồi là của Xuân Tú. Lứa cầu thủ U23 tạo nên kỳ tích tại Thường Châu. Sau đó là lứa cầu thủ cũng đã có chiến dịch vòng loại U23 châu Á với thắng lợi trước đội tuyển U23 Thái Lan. Hai năm sau đó cũng đã có được những thành công nhất định. Nhưng lứa cầu thủ này thì vẫn đang để lại chúng ta nhiều dấu hỏi. Và cũng có thể đó là hệ quả của việc công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đang có độ hẫng. Tính tiếp nối một cách thường xuyên liên tục theo các lứa cầu thủ theo chu kỳ 2 năm một lần thì đúng là đang có vấn đề. Nó không có được sự đồng đều giữa các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và kể cả các cái cơ hội để cho những cầu thủ trẻ xuất hiện ở những sân chơi lớn của bóng đá quốc nội, nơi mà họ sẽ có cơ hội được rèn luyện của mình trong những trận thực chiến chứ không chỉ là những buổi đấu tập.
Thực chất về đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam thì vẫn còn rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải đề cập tới. Đúng như anh Long vẫn nói, tính kế thừa chúng ta chưa cao, vẫn dựa vào khá nhiều may mắn ở những lứa cầu thủ có tố chất tốt ngay từ khi còn trẻ. Không phải lúc nào chúng ta cũng có những cầu thủ như là Quang Hải, như là Đình Trọng và như là Duy Mạnh. Những lứa cầu thủ người ta thường nói vui là không cần đào tạo quá nhiều, họ cũng đã là những cầu thủ quá hay rồi. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có được những cầu thủ xuất sắc như vậy. Đó lại là tình huống lên bóng ở bên phía hành lang cánh phải của Kyrgyzstan và Quan Văn Chuẩn đã phải trổ tài. Ở những tình huống cần tới phản xạ nhanh thì Quan Văn Chuẩn đang ghi điểm cả trận đấu gặp Tajikistan và cả ở tình huống vừa rồi nữa. Chính xác là U23 Việt Nam đang có được hai sự lựa chọn với một thủ môn đã có trải nghiệm ở các cấp độ cao nhất như đội tuyển quốc gia và ở V-League trong máu của đội tuyển U23. Văn Toàn có lợi thế nhưng Quan Văn Chuẩn cũng sẵn sàng để cạnh tranh. Hành lang cánh trái của đội tuyển U23 Việt Nam đúng là chưa thể đem lại cho chúng ta sự yên tâm. Trong cả hai trận đấu giao hữu thì những cơ hội nguy hiểm nhất của đối phương đều đến từ hành lang cánh này. Đấy là chúng ta mới chỉ nói về mặt phòng ngự thôi. Về tấn công tôi cũng chưa thấy bất kỳ một tình huống nào cầu thủ ở hai cánh chúng ta làm tốt cả. Gần như không có bất kỳ một đường lên bóng nào xuất hiện hai hậu vệ biên cả. Chỉ có một chút gì đó là của Văn Xuân bên cái cánh phải, nhưng nó cũng không có nhiều dấu ấn đậm nét. Vẫn là những tình huống phối hợp mất bóng điển hình của các tiền vệ đội tuyển U23 Việt Nam, rất giống với trận đấu gặp cao thủ Tajikistan cách đây ít hôm thôi. Kiểm soát bóng vẫn là vấn đề của cao thủ trẻ Việt Nam. Chất lượng đường truyền, triển khai lối chơi, kiểm soát bóng còn gặp rất nhiều những sự lúng túng. Thực tế thì bức tranh của U23 Việt Nam có thể chia ra thành hai phần. Khi đá với Tajikistan, một đội bóng không có một lối chơi quá đa dạng, họ chủ yếu dựa vào những tình huống đánh biên và tạt bổng vào phía trong, thì hàng phòng ngự gồm có ba trung vệ của ông Kim Han-dun hoàn toàn có thể kiểm soát tốt. Nhưng trong những tình huống triển khai bóng lên phía trên, mọi thứ đều tốt cho tới khi nó vượt qua vạch giữa sân. Kể từ đầu trận đấu tôi chưa nhìn thấy bất kỳ một cầu thủ U23 Việt Nam nào dám cầm bóng và đột phá cá nhân cả. Đó là điều thực sự rất khó khăn để có thể vượt qua được một hàng phòng ngự chắc chắn. Hy vọng rằng hiệp thi đấu thứ hai thì cao thủ U23 Việt Nam cũng sẽ dám mạnh dạn cầm bóng đột phá, vì đây chỉ là một trận giao hữu thôi. Và đương nhiên đối thủ của chúng ta ở vòng loại tới đây là những cầu thủ không quá mạnh, chúng ta phải mạnh dạn cầm bóng đột phá để phá vỡ mọi hệ thống hàng phòng ngự của đối phương. Chúng ta có thể thấy lứa U23 trước đây có những Công Phượng, có Văn Toàn, rồi đó có những tình huống đột phá và lại là hành lang cánh trái rất nguy hiểm. Dứt điểm, không vào. Hành lang cánh trái là nơi mà các cầu thủ U23 Việt Nam để lại quá nhiều nỗi lo. Ngay cả sự bộc lót của Bùi Hoàng Việt Anh nữa cũng không tốt. Vừa rồi là một tình huống tấn công vô cùng đơn giản của cao thủ U23 Kyrgyzstan. Một lần nữa thì Quan Văn Chuẩn lại có một tình huống đứng vị trí tốt. Đúng là có nhiều vấn đề với U23 Việt Nam. Trước mắt là vòng loại, chúng ta hãy thực tế là giải quyết từng trận đấu một, cho dù đối thủ có bị đánh giá là yếu hơn. Một trong những vấn đề của U23 Việt Nam đó là tính đồng điệu trong nhịp độ ở những tình huống di chuyển theo khối trong phòng ngự và tấn công. Đây là một tiếng phản công dành cho đội bóng áo trắng. Bảo Toàn. Bảo Toàn đã chơi khá hay trong hiệp 2 trận đấu gặp Tajikistan. Đánh đâu!
Nó khá giống với cái cách mà U23 Việt Nam đã ghi bàn ở trận đấu gặp U23 Tajikistan với pha xử lý của Bảo Toàn ở hành lang cánh. Và sau đó người đánh đầu là Xuân Tú. Lần này tình huống dứt điểm là của đội trưởng Lý Công Hoàng Anh. Không có ai theo kèm cả. Một bước lùi về phía sau chiếm lĩnh khoảng trống là cực kỳ hợp lý. Nhìn tướng dứt điểm thì không tốt. Hoàng Anh không phải là cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt. Anh là cầu thủ có khả năng dứt điểm từ tuyến 2 ấn tượng. Và đây ngày hôm nay thì có thể coi là một vị trí khá mới mẻ đối với Lý Công Hoàng Anh. Trong tình huống vừa rồi là một cầu thủ đánh đầu tốt như Xuân Tú thì rất có thể là bàn thắng đã được ghi cho U23 Việt Nam. Nhìn chung thì cánh phải nơi có sự góp mặt của Lê Văn Xuân và Thanh Bình vẫn là nơi hàng phòng ngự tương đối ổn định. Nhưng cánh trái thì đem lại rất nhiều những nỗi lo kể từ đầu trận đấu, nơi mà Kyrgyzstan đã có tới 4 tình huống dứt điểm. Trong đó thì hai tình huống mà Quang Văn Chuẩn đã hoạt động tương đối tốt. Đây là cầu thủ Kyrgyzstan rất chống chảy. Dứt điểm. Vẫn là những nỗi lo nơi phòng ngự. Vừa rồi thì tốc độ của cầu thủ Kyrgyzstan là không ấn tượng. Nếu như trong pha bóng vừa rồi là một tiền đạo có tốc độ hơn so với Tabayev bên phía Kyrgyzstan thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Đây là một trận đấu giao hữu, sẽ không hạn chế số cầu thủ thay, nhưng mỗi đội chỉ được 3 lần thay người trong trận đấu và 1 lần thay người trong giờ giải lao thôi. Tổng cộng có 4 lần thay người và số lần thay người sẽ không bị hạn chế. Trong trận đấu gặp Tajikistan thì ông Kiên Anun đã thay 10 cầu thủ sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hiệp. Nó đảm bảo cho mọi thành viên của U23 Việt Nam được đăng ký trong trận giao hữu đầu tiên có được số phút thi đấu đủ để đưa ra được những đánh giá. Khá hay. Hữu Thắng. Xuân Tú đã có tiếng va chạm và có lẽ là sẽ có một quả đá phạt 11m. Một tiếng bứt lên phía trước của Xuân Tú. Anh đã khiến cho đối phương phải phạm lỗi. Người đã phạm lỗi với Xuân Tú vừa rồi là Nulan Uulu. Không có gì phải tranh cãi về phóng này cả, pha phối hợp giữa Lê Văn Xuân và Xuân Tú. Đó là điều mà tôi muốn nói đến, phải có những sự đột biến trong tình huống cá nhân như thế này thì mới đem lại sự khác biệt cho đội tuyển U23 Việt Nam được. Và một pha mạnh dạn vươn lên, trích được trái bóng đi trước đối phương của Lê Xuân Tú đã giúp cho U23 Việt Nam có được quả đá phạt 11m. Và người đang đứng trước quả đá phạt này đó là Lê Văn Đô. Đây có thể là lần thứ hai liên tiếp trong hai trận đấu giao hữu U23 Việt Nam sẽ vươn lên dẫn trước đối thủ. Lê Văn Đô đối mặt với đội trưởng bên phía Kyrgyzstan, thủ thành Tokotayev. Tỷ số là 1-0 cho cầu thủ U23 Việt Nam, rất dễ dàng. Một pha đá phạt 11m rất bản lĩnh của Lê Văn Đô. Anh đã đánh lừa được hướng di chuyển của đội trưởng bên phía U23 Kyrgyzstan, thủ thành Ezan Tokotayev. Hy vọng rằng sau bàn thắng này thì lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tươi sáng hơn. Như nói thì chúng ta cần nhiều những pha đột phá cá nhân, những tình huống chơi đột biến của các cầu thủ sẽ đem đến cho đội tuyển U23 Việt Nam có được nhiều những tình huống lợi thế hơn. Và vừa rồi là một tình huống mà Lê Xuân Tú đã giúp cho U23 Việt Nam có được quả đá phạt 11m. Tình huống dẫn tới quả đá phạt 11m của U23 Việt Nam đến từ một pha tranh chấp tốt của các tiền vệ trung tâm. Và sau đó là được triển khai bóng nhanh hơn so với tốc độ trung bình mà trận đấu đã diễn ra kể từ thời điểm bắt đầu hiệp 1.
Nhưng như đã nói thì chúng ta cần tới sự đồng điệu và tính nhịp độ được duy trì một cách đều đặn hơn, thay vì chỉ dựa vào những pha bóng mang tính thời điểm như vậy. Pha cao chân là của Văn Công. Trọng tài thổi phạt với cầu thủ của U23 Kyrgyzstan. Gần 40 phút thi đấu của hiệp 1 trôi qua và U23 Việt Nam đã có được bàn thắng đầu tiên. Đó là pha lập công từ chấm phạt 11m của Lê Văn Đô. Hai. Theo thông tin mà chúng tôi có được thì trong quãng tập huấn vừa rồi của các cầu thủ U23 Việt Nam, Lê Xuân Tú chính là một những tiền đạo có được phong độ ổn định và tốt nhất. Nên nhớ rằng ở những đợt tập trung đầu tiên của U23 Việt Nam thì thậm chí còn không có cái tên Lê Xuân Tú. Lúc đó thì Lê Xuân Tú đang chấn thương và là một thành viên của câu lạc bộ Hà Nội, anh rất ít được thi đấu. Và gần như là huấn luyện viên Park Hang-seo không có bất kỳ một thông tin nào về cầu thủ này cả. Cho tới khi có những lời giới thiệu của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, cũng là một người thầy của Lê Xuân Tú. Và đó như là một lời đảm bảo để cho cầu thủ này có mặt trong danh sách dự tuyển của U23 Việt Nam. Và trong những đợt tập huấn gần đây thì Lê Xuân Tú đã không làm phụ công những người đã giới thiệu anh cho huấn luyện viên Park Hang-seo lên đội tuyển U23 Việt Nam. Dấu ấn của Xuân Tú để lại trong hai trận đấu giao hữu là tương đối rõ ràng. Một tình huống ghi bàn và một tình huống dẫn đến quả đá phạt 11m cho đội tuyển U23 Việt Nam. Mặc dù vậy thì cũng có thể thấy là một cầu thủ đã từng tạo ra được ấn tượng mạnh khi được thi đấu thường xuyên, nhưng lại rất dễ dàng bị rơi vào quên lãng như là Lê Xuân Tú, cũng sẽ nói lên một trong những vấn đề đối với các cầu thủ trẻ. Và nó là một vấn đề chung từ việc không được thi đấu thường xuyên, có một vị trí để thử lửa tại V-League. Và các bóng khá hay, Hữu Thắng. Tình huống khống chế bóng có thể nói là rất tồi. Trước đấy thì tôi cũng không quá đề cao đường chuyền bóng của Hữu Thắng. Một pha chuyền bóng thực sự là có điểm đến rất khó đối với Lê Xuân Tú. Cần nhiều hơn những đường chuyền có chất lượng. Trước đó thì Hữu Thắng cũng có một tình huống cắt bóng tốt, dẫn bóng cũng khá ổn, nhưng đường chuyền cuối cùng đó là những gì mà tôi muốn nói đến. Và xử lý khá mạo hiểm của Văn Công. Đây là tốc độ của Xuân Tú. Dứt điểm. Cánh phải là Lê Văn Đô và Hữu Thắng. Một tình huống pressing của các cầu thủ U23 Việt Nam. Đã có lỗi. Khu vực 1/3 cuối sân đối phương vẫn là nơi mà U23 Việt Nam chưa có được những pha phối hợp tốt. Trong pha bóng mà Xuân Tú cố gắng thực hiện nỗ lực cá nhân và dứt điểm thì sẽ là hợp lý hơn nếu mở trái bóng sang bên phía hành lang cánh phải, nơi mà hai người đồng đội của anh đều đang có được khoảng trống thuận lợi. Đó là pha bóng mà trước mặt của Xuân Tú có tới hai hậu vệ của Kyrgyzstan. Không được. Và Kyrgyzstan phản công. Đủ thời gian để cho đội bóng áo trắng lùi về. Hoàng Anh. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Một bàn thắng được ghi ở hiệp đấu này. Đó là pha lập công của Lê Văn Đô. Một quả đá phạt 11m. Công lớn trong bàn thắng của U23 Việt Nam đến từ tình huống xử lý hay của Xuân Tú khi anh vượt lên phía trước hậu vệ đối phương và khiến cho hậu vệ của Kyrgyzstan đã buộc phải phạm lỗi. Ừ.
Bóng vẫn trong cuộc. Hữu Thắng, quả tạt khá dẻo. Phút vừa qua thì đội tuyển U23 Việt Nam lại chơi với sơ đồ 3 trung vệ: Thanh Bình, Việt Anh và Quang Vinh. Lê Văn Xuân đã chuyển sang vị cánh trái, hậu vệ phải đó là Lê Văn Đô. Có vẻ như sơ đồ 3 trung vệ vẫn là một sơ đồ ưa thích của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cặp tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam lúc này đó là Lê Xuân Tú và Trần Bảo Toàn. Bùi Hoàng Việt Anh. Đây là Hữu Thắng. Bảo Toàn. Lê Văn Đô. Khá hay. Cánh phải đang là Bảo Toàn. Bên trong là Lê Xuân Tú. Dứt điểm. Vẫn còn. Tình huống đỡ bóng bước một rất khó hiểu của Văn Công. Một tư thế rất trống trải. Đường căng ngang tốt của Bảo Toàn. Có lẽ trong tiếng vừa rồi thì Văn Công cần phải xử lý tốt hơn. Thậm chí có thể là một tình huống dứt điểm một chạm ngay. Trong những phút vừa qua thì những đợt lên bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam đã mềm mại hơn. Rõ ràng là khi chơi với sơ đồ 4-2-3-1 ở những phút đầu trận thì lối chơi của U23 Việt Nam thực sự rất rời rạc. Và ngay cả trong phòng ngự nữa cũng rất nguy hiểm, rất nhiều lần họ để cho các cầu thủ Kyrgyzstan tấn công và dứt điểm một cách rất nguy hiểm về phía khung thành của Quan Văn Chuẩn. Những phút vừa qua đã có những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Park Hang-seo ngay trong trận đấu. Đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số trên chấm đá phạt 11m của Lê Văn Đô. Hiệp 1 chỉ có 1 phút bù giờ thôi. Khác với trận đấu gặp với các cầu thủ Tajikistan thì hiệp 1 trận đấu này không có thời gian nghỉ để hai bên làm mát. Và chuyển bóng không tốt của Lê Văn Xuân. Đây có lẽ là đợt lên bóng cuối cùng của cầu thủ Kyrgyzstan trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đúng lúc này thì trọng tài Salim Kafan cũng đã nổi còi kết thúc 45 phút thi đấu của hiệp 1. Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam. Cầu thủ mở tỷ số đó là Lê Văn Đô. Bàn thắng được ghi trên chấm đá phạt 11m. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điều sẽ phải thay đổi trong hiệp thi đấu thứ hai. Đã có những sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo trong hiệp 1. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ trong ít phút để quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu này.
50 ngày nữa, AFF Cup 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại quốc đảo sư tử Singapore. Với những sự cam kết của nước chủ nhà về việc cho phép người hâm mộ của các đội bóng tham dự vào sân cổ vũ, Nextport sẽ đem đến cho các bạn một mini game vô cùng hấp dẫn với giải thưởng là một chuyến du lịch trọn gói tới Singapore để theo dõi trận đấu mở màn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Cùng với đó là những tin tức mới nhất về công tác chuẩn bị của các đối thủ, đặc biệt là đại kình địch Thái Lan. Mới đây, đội tuyển Malaysia đã hội quân để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020. Thái Lan khi tiền vệ Chanathip vẫn đang đóng vai trò quan trọng cho màu áo đội tuyển quốc gia nước này. Anh chính là hạt nhân quan trọng giúp Voi Chiến vô địch AFF Cup các năm 2014 và 2016 dưới thời huấn luyện viên Kiatisak. Trong chiều dài lịch sử 24 năm đã trôi qua của giải vô địch các quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan chính là đội bóng thành công nhất ở sân chơi này với 5 lần lên ngôi. Tuy nhiên, cũng đã 5 năm, đội bóng xứ sở chùa vàng không thể giành ngôi vô địch. Phải chia sẻ như này, cái AFF Cup năm 2008 trước giải đấu thì kể cả người hâm mộ cũng không kỳ vọng nhiều chúng tôi đâu, nhưng mà cũng trên thế giới ấy, tất cả những cái lứa cầu thủ tốt và xuất sắc ở các nền bóng đá ấy, thì cũng đều bắt đầu từ những cái chỗ mà không ai biết. Năm 2008 kể cả khi đến vòng bảng ấy, tôi vẫn còn nhớ báo chí còn chê chúng tôi là một trong những đội tuyển kém nhất trong nhiều năm qua, nhưng mà sau khi chúng tôi vô địch thì lại là một trong những cái lứa tốt ấy, thì đấy là một trong những cái kỷ niệm của tôi. Còn ở cái giải năm 2008 đấy thì cũng rất nhiều các bàn thắng và những cảm xúc, đặc biệt là bàn thắng của Vũ Quang vào lưới Malaysia. Trong cái thời điểm khác chúng ta rất là khó khăn thì chúng ta lại có bàn thắng của Vũ Phong, và cái bàn thắng đấy giúp chúng ta có mặt ở vòng bán kết. Bàn thắng của Quang Hải, hay thường gọi là Hải Gà, vào lưới Singapore trong một cái trận đấu mà chúng ta bị ép sân liên tục trong 90 phút, và tôi cho rằng trận đấu đấy là trong những trận đấu khó khăn nhất trong cái giải đấu đấy. Quang Hải sau khi vào thay hình như Việt Thắng thì đã có một cái pha chọn vị trí rất là tốt sau đường chuyền Công Vinh, và tôi thích cái cảm giác thắng trên sân Thái. Tôi nhớ không nhầm thì
thì tôi nhớ không nhầm thì là hình như đội tuyển Thái phải đến 50 năm người ta không thua các đội bóng Đông Nam Á trên sân nhà. Đấy là trận thua đầu tiên. Cũng phải nhớ cái bàn thắng của Công Vinh, một bàn thắng mà để chúng ta có lần đầu tiên vô địch AFF. Một bàn thắng mà đã, tôi nghĩ đến bây giờ xem lại thì mọi cảm xúc của chúng ta cũng không mất đi nhiều, mặc dù đã qua đến 12-13 năm rồi. Tiền đạo của tôi cảm thấy nguy hiểm nhất là số 8 Salanza của Singapore. Một tiền đạo thực ra thì không khéo đâu, nhưng mà cao to, mạnh và chơi với tinh thần rất là tốt. Anh ta luôn chọn vào những cái vị trí mà chọn được những cái vị trí tốt mà cảm thấy mình rất là khó khăn, mình phải phán đoán, mình phải đọc tình huống trước thì mới ngăn chặn được anh ta. Tại vì về thể chất anh ta mạnh hơn tôi với Phước Tứ, nên là tôi cảm thấy khi thi đấu với Salamsa của số 8 Singapore, tôi nhớ không nhầm thì anh ta là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở AFF. Anh ta hình như đến bây giờ anh ta là ghi đến 17 bàn thắng cả các kỳ AFF chứ không phải cả giải đấu, anh ta ghi 17 bàn thắng đấy. Một trong những tiền đạo mà tôi cảm thấy là nguy hiểm nhất cái AFF Cup năm đó. Thực ra đến bây giờ thì chúng ta đã có hai chức vô địch rồi. Tôi nghĩ là cái khát khao thì nó vẫn còn, nhưng mà nó không được háo hức như những cái lần đầu. Đến bây giờ thì tôi cho rằng cái thế hệ này với giữa sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo thì đội tuyển Việt Nam đang là ứng cử viên số 1 cho cái giải đấu này. Và tôi nghĩ là cái vòng bảng thì sẽ không gặp nhiều vấn đề đâu. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ vượt qua cái vòng bảng mà có thể là không quá dễ dàng, nhưng mà chúng ta sẽ giành ngôi đầu bảng thôi. Quan trọng là cái trận đấu chéo, trận bán kết ấy, chúng ta gặp ai và chúng ta có vô địch hay không thôi. Chứ còn tầm này mà kỳ vọng đội tuyển Việt Nam vào đến chung kết thì nó không đúng nữa rồi. Chúng ta chưa bảo vệ chức vô địch lần nào. Thái làm được rồi, hình như tôi nhớ không nhầm Singapore đã làm được. Singapore đã làm được rồi. Đấy, nên là chúng ta khẳng định được cái vị trí số 1 khu vực thì chúng ta phải vô địch nữa. Tôi nghĩ không chỉ lần thứ 3 mà phải lần thứ 4, lần thứ 5 thì chúng ta mới có thể nhận là chúng ta đang là số 1 Đông Nam Á ở cái thời điểm hiện tại. One ball, no. Yes, sir. I will bring. Oh.
Quý vị khán giả truyền hình mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân The Seven tại Dubai để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan. Đây là 4 sự thay đổi người của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hai hiệp. Nhâm Mạnh Dũng, Mai Sĩ Hoàng, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng sẽ xuất hiện ở trong hiệp đấu thứ hai này. Bên cạnh đó là Trần Văn Đạt. Như vậy là huấn luyện viên Park Hang-seo trái ngược với trận đấu giao hữu cách đây vài ngày sẽ thay 4 cầu thủ sau khi hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc. Cách đây vài ngày thì ông Kim Nun thay gần như là toàn bộ đội hình, chỉ trừ vị trí của Thanh Bình được giữ lại. Bên phía U23 Kyrgyzstan, họ cũng sẽ đưa Emir Sibagaev và Masas Aligulov vào sân. Một trận giao hữu, những kết quả không phải là điều quan trọng nhất. Người mộ muốn xem là U23 Việt Nam có thể hoàn thiện lối chơi của mình như thế nào trước thềm một giải đấu lớn, đó là vòng loại U23 châu Á trước các đối thủ là Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar ở bảng Y. Vòng đấu không quá khó khăn. Mặc dù vậy thì với màn thể hiện như ở thời gian gần đây và khi chúng ta được trực tiếp chứng kiến U23 Việt Nam thi đấu trong hai trận đấu giao hữu mà chúng tôi chuyển tới cho quý vị và các bạn, thì sau quãng thời gian hầu như chỉ luyện tập tại Việt Nam, thi đấu những buổi tập nội bộ, thì có quá nhiều vấn đề mà đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối mặt. Có thể là vòng loại U23 châu Á sẽ chỉ có đôi chút khó khăn, nhưng nếu như lọt vào vòng chung kết thì đó sẽ là một bài toán lớn. Trong hiệp 1 thì đội tuyển U23 Việt Nam đã thay đổi sơ đồ chiến thuật với sự bất ngờ cho những phút đầu tiên. Đó là sự thử nghiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo cho sơ đồ chiến thuật là 4 hậu vệ. Nhưng sau đó khi mọi thứ diễn ra không thực sự như muốn, thì sau khoảng 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã phải có những sự thay đổi. Khi Việt Nam trở về với sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ thì mọi thứ đã trở nên sáng sủa hơn một chút. Và chúng ta cũng đã có được một bàn thắng từ quả đá phạt 11m của Lê Văn Đô. Đó là một bóng mà U23 Việt Nam tận dụng tốt cơ hội từ tình huống tranh chấp ở khu giữa sân của Hữu Thắng. Và sau đó thì Xuân Tú là người tạo ra dấu ấn khi mang về quả đá phạt 11m dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ở hiệp 2 của trận này thì U23 Việt Nam sẽ chiếm giữ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Thứ hai thì đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chơi với sơ đồ là 3-5-2. Cặp tiền đạo của chúng ta lúc này đó là Lê Xuân Tú và Trần Văn Đạt. Văn Đạt và Xuân Tú là hai cầu thủ có tốc độ tương đối tốt. Rồi ba tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam đó là Hữu Thắng, Lý Công Hoàng Anh và Lê Văn Đô, cầu thủ có bàn thắng duy nhất của trận đấu này cho tới thời điểm hiện tại. Hy vọng rằng hiệp thi đấu thứ hai thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có một bộ mặt tươi sáng hơn, trình diễn cho chúng ta một lối chơi khởi sắc hơn so với hiệp thi đấu đầu tiên. Trong hiệp 1 thì điểm sáng của các cầu thủ U23 Việt Nam đó là những tình huống cứu thua của Quang Văn Chuẩn và những tình huống xử lý tương đối mềm mại của tiền đạo Lê Xuân Tú. Ngoài ra những điểm đáng lo ngại của chúng ta đó là nơi phòng ngự ở phía cánh trái, nơi có sự góp mặt của Liễu Quang Vinh. Hiệp 2 thì thủ thành của chúng ta là Trịnh Xuân Hoàng. Trong những trận đấu gần đây thì Quan Văn Chuẩn đã thể hiện được phong độ khá ổn. Và có lẽ giờ là lúc mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thử nghiệm vị trí còn lại, nơi thủ môn đó là Trịnh Xuân Hoàng. Và đương nhiên Văn Toàn sẽ là cái tên gần như là chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam. Pha theo người không tốt của Hữu Thắng.
trong hiệp 1 thì Hai Long đã gặp một chấn thương. Và gần như là ngay lập tức thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã rút anh ra khỏi sân để tránh khỏi những hậu quả đáng tiếc nếu cố gắng tiếp tục sử dụng cầu thủ này. Những phút đầu tiên trong trận đấu này thì U23 Việt Nam đá với sơ đồ 4-2-3-1. Hai Long chơi cặp tiền vệ trung tâm cùng với Trần Văn Công. Đó cũng không phải là vị trí sở trường của Tân Bình, câu lạc bộ Hà Nội. Hai Long là cầu thủ có thiên hướng tấn công tốt với những tình huống sút tốt bằng cả hai chân. Nhưng Hai Long không phải là mẫu cầu thủ có thể tranh chấp tay đôi tốt ở khu vực giữa sân. Cánh trái của đội tuyển U23 Việt Nam trong hiệp đấu thứ hai là Mai Sĩ Hoàng, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Lê Văn Đô. Đây là Mai Sĩ Hoàng. Khá tốt. Trần Văn Đạt. Pha phối hợp của hai cầu thủ mới vào sân ở hiệp đấu thứ hai. Mai Sĩ Hoàng là cầu thủ có cái chân trái khéo léo, tạt bóng ổn. Nhưng khả năng phòng ngự của Sĩ Hoàng cần phải cải thiện hơn nữa. Đây là Trần Văn Đạt. Lê Văn Đô. Không có lỗi của cao thủ Kyrgyzstan. Nhưng ngay lập tức bóng lại thuộc quyền kiểm soát của cao thủ U23 Việt Nam. Và không chế bóng rất không tốt của Mai Sĩ Hoàng. Thực tế là đội tuyển U23 Việt Nam đang xây dựng một kết cấu đội hình dựa trên bộ khung là cầu thủ đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Ông Park Hang-seo dành cho họ những cơ hội để được tập luyện và chuẩn bị cho những trận đấu ở cấp độ cao nhất. Mặc dù vậy thì khi trở về với đội tuyển U23 Việt Nam thì phần nào đó nó vẫn chưa là một màn trình diễn tốt nhất của các cầu thủ này. Thêm một cơ hội nữa dành cho đội bóng trắng. Sút bóng và bóng tung nóc lưới của Kyrgyzstan. Tỷ số là 2-0. Cầu thủ mới vào sân thay người ở trong hiệp 2 là Văn Đạt đã tự mình thực hiện một nỗ lực và dứt điểm thành công từ góc hẹp. Cú đá có lực đi tốt. Ta sẽ cùng xem lại một lần nữa pha xử lý của Văn Đạt. Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai ở trong trận đấu giao hữu này. Kết quả hay bàn thắng chưa phải là những gì quan trọng nhất cho một trận đấu giao hữu. Điều mà chúng ta cần thấy đó là một lối chơi có độ kết dính cao, một sự phối hợp đồng bộ và khả năng di chuyển hợp lý giữa các tuyến của đội tuyển U23 Việt Nam. Thứ mà người hâm mộ muốn thấy là một lối chơi được định hình rõ nét hơn cả trong tấn công và phòng ngự, điều không thấy ở trận đấu giao hữu đầu tiên. Công bằng mà nói, khi quay trở lại với sơ đồ là 3-5-2 thì đội tuyển U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn. Có lẽ là không còn quá nhiều thời gian để cho huấn luyện viên Park Hang-seo có những sự thay đổi, đặc biệt là về lối chơi. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không có quá nhiều thời gian dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Cụ thể hơn là cho tới điểm hiện tại thì ông cũng chỉ có khoảng thời gian 3 cho tới 4 ngày thôi. Quá gấp gáp để cho những thay đổi trong lối chơi của sơ đồ cao thủ U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào những trận đấu chính thức. Những bàn thắng mở tỷ số của U23 Việt Nam trong hai trận đấu giao hữu đều thuộc về các cầu thủ đã được tung vào sân thay người sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hai hiệp. Xuân Tú là người ghi bàn ở trận đấu gặp Tajikistan và vừa rồi là Văn Đạt. 4 cầu thủ phòng ngự áo trắng theo sát với chân sút của Kyrgyzstan. Trong hiệp 1 có khá nhiều lần các tiền vệ trung tâm của đội tuyển U23 Việt Nam
xoay sở hơi chậm và để mất bóng ở khu giữa sân. Pha xử lý khá hay, Xuân Tú. Xuân Tú trả ngược bóng lại tuyến hai, dứt điểm. Đó là cự ly dứt điểm được coi là sở trường của Lý Công Hoàng Anh, nơi mà anh đã từng ghi một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt tại V-League 2020. Đây đã là cú sút thứ 3 của Lý Công Hoàng Anh, người mang bằng đội trưởng của U23 Việt Nam trong trận đấu này. Những đợt lên bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam đã tốt lên rất nhiều, độ sắc nét cao. Vừa rồi nếu chính xác hơn thì Lý Công Hoàng Anh đã có một tiếng dứt điểm tốt. Một lần nữa thì Nhâm Mạnh Dũng lại được huấn luyện viên Park so xếp ở vị trí trung vệ lệch trái. Và lúc này thì thể hình của ba trung vệ đội tuyển Việt Nam là rất ấn tượng. Lê Văn Đô, có thể nhận thấy là đối thủ của U23 Việt Nam là một đối thủ không quá mạnh, và đặc biệt là khi chúng ta đã dẫn 2-0 và để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại chính thức sắp tới thì có lẽ là cần phải mạnh dạn hơn để thực hiện một ý đồ chơi tấn công ở nhịp độ cao và mang tính áp đặt. Trận giao hữu là nơi mà chúng ta hoàn toàn có thể thử nghiệm những điều đó, và khi mà kết quả đã là 2-0 rồi thì càng thuận lợi hơn. Mười phút thi đấu của hiệp 2 trôi qua, U23 Việt Nam đã có được bàn thắng thứ hai. Pha xử lý của Mai Sĩ Hoàng, bóng đi đúng mặt của cầu thủ bên phía Kyrgyzstan. Đó là số 2 Zaki Baliev. Một trận đấu giao hữu mà cả hai bên đều đã phải vô cùng hồi hộp với những chấn thương mà cầu thủ của mình mắc phải. Đây là những sự chuẩn bị cuối cùng các đối thủ của Kyrgyzstan và Việt Nam tại vòng loại tới đây ở những mức độ khác nhau. Nếu như U23 Việt Nam ở bảng Y với Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar là một bảng đấu được coi là phù hợp, thì đối thủ của Kyrgyzstan sẽ là những đội bóng khó nhằn hơn. Nếu không có gì thay đổi thì rõ ràng đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng. Trong khi đó thì Oman cũng vậy, một bóng rất mạnh đến từ Tây Á. Như đã nói thì chỉ cần kiếm được vị trí thứ hai ở khu vực bảng E thôi đã là một thành công quá lớn đối với Kyrgyzstan rồi. Nhưng với những gì mà họ đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay thì thực sự ngay cả một vị trí thứ hai cũng là một điều thực sự rất xa vời đối với Kyrgyzstan, một đội bóng đến từ Trung Á. Quay trở về với những điều quen thuộc giúp cho lối chơi của U23 Việt Nam trở nên nhuần nhuyễn hơn. Nhưng những thay đổi và những điểm sáng trong cách chơi của U23 Việt Nam, đặc biệt là trong những đợt tấn công, ở những tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, đến từ việc các cầu thủ chúng ta tiến bộ hơn, rút ra được những bài học kinh nghiệm, tìm được sự kết nối với nhau tốt hơn, hay là các cầu thủ Kyrgyzstan đá kém hơn so với hiệp 1. Có thể nhận thấy là đối thủ của chúng ta trong trận đấu này là Kyrgyzstan cũng không có được tinh thần tốt, đặc biệt là trình độ của họ cũng không ở một mức quá cao. Ta có thể thấy pha bóng vừa rồi chỉ 1-2 đường bóng thôi thì ngay lập tức cao thủ Kyrgyzstan đã để mất bóng vào chân cao thủ U23 Việt Nam. Nhưng những pha phối hợp của cao thủ U23 Việt Nam cũng thực sự rất mạo hiểm
Và nếu như đây là một đối thủ tốt hơn thì có lẽ chúng ta đã phải nhận những tình huống nguy hiểm rồi. Đó chính là điều mà tôi đã nhắc tới ở những phút đầu của hiệp 2. Đã không ít lần những đường truyền ngang ở khu vực giữa sân khiến cho các tiền vệ trung tâm rất khó để xoay sở, nhận bóng. Và sau khi để mất bóng thì có tới 3-4 cầu thủ đối phương có thể băng lên và tiếp cận với khung thành của Quan Văn Chuẩn trong hiệp 1 và của Xuân Hoàng ở hiệp 2 này. Đúng là nếu như gặp phải những đối thủ mạnh hơn, đó sẽ là những đường đem lại nguy cơ cao. Ít nhất là 2 lần trong vòng 3 phút, những cú chạm bóng của Mai Sĩ Hoàng đặt đồng đội vào tư thế khó. Có vẻ như là ở bên phía hành lang cánh trái của U23 vẫn chưa có một cái tên nào đủ để chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Sĩ Hoàng có thể phối hợp tấn công tốt nhưng ở phòng ngự thì đúng là cần nhiều thứ để hoàn thiện. Văn Đô, Văn Đạt, và đó là bàn thắng thứ 3 dành cho U23 Việt Nam, lại là một tình huống dứt điểm ở góc hẹp. Hai cú sút chân trái ở góc tương tự nhau, hai bàn thắng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Nhịp phối hợp rõ ràng là tốt hơn, hết sức hợp lý. Những quyết định xử lý của các cầu thủ trong những thời điểm cần thiết nhất cũng đã trở nên tròn trịa hơn. Đường truyền của Lê Văn Đô và sau đó là cú dứt điểm ngay của Văn Đạt. Số 19 của U23 Việt Nam đã có được một cú đúp chỉ trong vòng vỏn vẹn chưa đầy 15 phút có mặt ở trên sân. Tình huống xử lý rất quyết đoán của Trần Văn Đạt. Và đó là điều mà cầu thủ trẻ của Việt Nam nên làm nhiều hơn ở trong trận đấu này. Những pha tấn công cũng đã có nét hơn. Số lượng người tham gia tấn công trong hiệp thiếu thứ hai này cũng ấn tượng hơn. Và như nói, bàn thắng đã đến, chúng ta đã có một tâm lý thoải mái hơn. Nhưng đương nhiên là chúng ta vẫn phải cần hạn chế những tình huống mất bóng ở phía phần sân nhà. Đối thủ của chúng ta ngày hôm nay là một đội bóng không mạnh, nếu như không muốn nói là khá yếu. Và tinh thần của Kyrgyzstan ngày hôm nay cũng không tốt nữa. Đây, câu hỏi đặt ra là tại sao mà đội tuyển U23 Việt Nam lại không thể chơi được như thế này khi bước vào hiệp đấu đầu tiên, khi mà mọi thứ có thể nói là về nền tảng thể lực mọi thứ là tốt hơn. Có phải chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để có thể vào được một cái nhịp thi đấu như thế này? Có thể đầu trận đấu thì chúng ta vẫn chưa hình dung được đối thủ của chúng ta là một đối thủ như thế nào. Và ngay sau khi có những phút thăm dò, đặc biệt là có cảm giác như những phút vừa qua, những phút đầu hiệp 2, thì cảm giác bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã tốt lên rất nhiều. Những tình huống chuyền bóng, chuyển đổi trạng thái và những pha kiến tạo của các cầu thủ, đặc biệt là những tình huống dứt điểm cuối cùng, có sự quyết đoán cao và họ đã có bàn thắng. Không hề có một sự nguy hiểm nào đối với Trịnh Xuân Hoàng cả. Và thể lực của các cầu thủ Kyrgyzstan cũng là điều đáng nói. Đây mới chỉ là phút 62 của trận đấu này thôi, nhưng đã có cầu thủ bị chuột rút rồi. Như vậy đã đủ đánh giá là Kyrgyzstan là một đối thủ thậm chí là còn yếu hơn so với Tajikistan cách đây vài ngày hay không? Có thể đó là những cách chuẩn bị khác nhau của các đội. Nhìn vào bảng xếp hạng của FIFA thì rõ ràng là Kyrgyzstan là đội bóng xếp cao hơn so với Tajikistan. Nhưng điều đó thật sự cũng không nói lên quá nhiều điều. Ở cấp độ trẻ thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Và đó cũng chính là yếu tố mà khi tỷ số là 3-0 rồi thì cũng không nên quá lạc quan về những gì mà U23 Việt Nam, để chúng ta có thể trả lời câu hỏi là chúng ta đã thực sự sẵn sàng để bước vào vòng loại, và xa hơn là sẵn sàng để đối đầu với những đội bóng lớn hơn ở vòng chung kết hay chưa. Và thực tế ngày hôm nay chúng ta cũng chưa thể biết được là các cầu thủ Kyrgyzstan đã sử dụng đội hình tốt nhất của họ hay chưa, hay mới chỉ là những cầu thủ mang tính chất thử nghiệm như những gì mà chúng ta đã sử dụng trước cao thủ Tajikistan ở trận đấu trước. Các cầu thủ chuẩn bị được tung vào sân đó là số 3 Atiukov, số 15 Mujamatov và cầu thủ mang áo số 10 đó là Ena Abilov.
Như vậy là đội tuyển Kyrgyzstan đã có 6 sự thừa đủ người. U23 Việt Nam có một sự thay đổi người trong hiệp 1 khi Hai Long gặp chấn thương. Người thay thế là Hữu Thắng. Và sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hiệp thì ông Park So có thêm 4 sự thay đổi người nữa. Vậy chúng ta cũng sẽ còn 2 lượt thay đổi người nữa với số lượng người không giới hạn. Văn Đô, Sĩ Hoàng, đường chuyền không tốt của Văn Đô. Đó lại là một pha xử lý hỏng nữa của Sĩ Hoàng. 3 lần rồi ở trong hiệp đấu này. Cơ hội dành cho đội bóng đỏ. Người đã giải nguy cho khung thành của U23 Việt Nam vừa rồi là Bùi Hoàng Việt Anh. So với trận đấu giao hữu cách đấy ít ngày thì màn trình diễn của Mai Sĩ Hoàng sau khi được tung vào sân là chưa thực sự đạt yêu cầu. Đánh đâu? Một pha bóng mà toàn bộ hàng phòng ngự và thủ môn của U23 Việt Nam gần như là đã bất lực. Những cú xử lý và dứt điểm cuối cùng của cầu thủ Kyrgyzstan, bóng lại đi chết cột dọc. Pha dứt điểm vừa rồi là của nước Lan Ululu. Ở hiệp 2 trận đấu gặp Tajikistan thì những cú treo bóng của đối phương ra phía sau lưng của các trung vệ U23 Việt Nam cũng đã khiến cho chúng ta vô cùng vất vả. Nhìn chung thì danh sách đăng ký của các cầu thủ U23 Việt Nam có sự đồng đều, nhưng các cầu thủ nổi bật thì không có nhiều. Đó chính là điểm khác biệt của lứa U23 hiện tại và lứa U23 đã giành ngôi Á quân tại Thường Châu. Nhìn chung thì đã có đánh giá sơ bộ tới 80% các cầu thủ trong thời gian vừa qua. Những trận giao đấu giao hữu cuối cùng này, ban luyện vẫn muốn các cầu thủ có thể nỗ lực tối đa, hết sức để chứng tỏ năng lực của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhấn mạnh bất kỳ cầu thủ nào chơi nhiệt huyết và chứng tỏ được năng lực thì sẽ được chọn, thậm chí sẽ được chọn lên cả đội tuyển quốc gia chứ không chỉ dừng lại ở cấp độ đội tuyển U23. Đó chắc chắn là động lực vô cùng to lớn dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam trong những hành trình sắp tới. Trong sự nghiệp thi đấu của mình thì bất kỳ các cầu thủ nào cũng có một mục tiêu lớn nhất, đó là lên được đội tuyển quốc gia, sau đó được có tên trong danh sách thi đấu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Phút thứ 67 của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan, tỷ số đang là 3-0. Nghiêng về các cầu thủ Việt Nam. Hai bàn thắng của Trần Văn Đạt trong hiệp thi đấu thứ hai đều là những bàn thắng ở góc độ khá giống nhau, đều là những cú sút bằng chân trái, bóng đi tốc nóc lưới của thủ thành Tokotev, đội trưởng bên phía Kyrgyzstan. Pha xử lý tốt của Lý Công Hoàng Anh. Lê Xuân Tú. Vẫn còn, đây là Mai Sĩ Hoàng, phía trong là Trần Văn Đạt. Hạ tật bóng quá tốt, dứt điểm. Và dứt điểm cuối cùng là của Lê Văn Đô. Mai Sĩ Hoàng là cầu thủ có khả năng tạt bóng khá tốt. Điểm đến từ những tình huống tạt bóng bằng cái chân trái của cầu thủ
người Nghệ An này có chất lượng ổn định. Nhưng chừng đó là chưa đủ. Mai Sĩ Hoàng là một hậu vệ trái và anh cần phải cải thiện cả khả năng phòng ngự nữa. Trận đấu này thì Lê Xuân Tú đang chơi khá ấn tượng trên hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam. Đánh đầu không được. Vẫn là các cầu thủ Kyrgyzstan. Tapayev. Pha phòng ngự rất tốt của Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng có thể hình khá lý tưởng. Cả ba trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam lúc này đều có chiều cao trên 1m80, đặc biệt là Bùi Hoàng Việt Anh. Chiều cao lên tới 1m85. Thực sự rất ấn tượng. Và đương nhiên là bóng bổng không phải là nỗi lo của hàng thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Dứt điểm. Vẫn còn. Người vừa phá bóng là Nhâm Mạnh Dũng. Tình huống tấn công của các cầu thủ Kyrgyzstan không có độ nguy hiểm quá cao. Hữu Thắng. Hôm nay thì điều cần thiết mà chúng ta làm là tránh những tình huống va chạm không cần thiết. Tỷ số đã là 3-0 rồi. Mai Sĩ Hoàng, Hữu Thắng. Một loạt sự thay đổi người tiếp theo của các cầu thủ U23 Việt Nam. Đây là một điều cần thiết. Đặng Văn Tới, Trọng Lâm, những cầu thủ đã đá chính ở trận đấu gặp Tajikistan đã sẵn sàng bên ngoài đứng biên. Và cả Mai Xuân Quyết nữa. 3-0 là một tỷ số đủ để cho 20 phút cuối trận, ban luyện của U23 Việt Nam tiếp tục thử nghiệm và dành cơ hội cho các cầu thủ của mình. Như vậy là trong hầu hết hai trận đấu giao hữu thì các nhân tố của U23 Việt Nam đều sẽ được sử dụng. Văn Việt, Trọng Long, Đặng Văn Tới, Mai Xuân Quyết. Bốn sự thay đổi người tiếp theo của đội viên Park Hang-seo. Trong nhóm những cầu thủ này, chúng ta khá chờ đợi vào Mai Xuân Quyết. Ở câu lạc bộ thì Mai Xuân Quyết đã dần dần định hình được vị trí của mình. Nhưng ở U23 Việt Nam thi đấu ở một cách chơi hoàn toàn khác biệt so với câu lạc bộ Nam Định thì Mai Xuân Quyết vẫn chưa chứng tỏ được hết chất lượng của mình. Lý Công Hoàng Anh sẽ rời sân. Xuân Tú cũng vậy. Thanh Bình cũng sẽ được cho ra nghỉ. Số 18 Nguyễn Trần Việt Cường cũng sẽ là cái tên được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân ở những phút tới. U23 Việt Nam đang dần trở về với gần như là đội hình xuất phát ở trận đấu gặp U23 Tajikistan. Vâng.
Văn Đạt đang có 12 đầy ấn tượng. Trong vòng chưa đầy 15 phút anh có được 2 bàn thắng. Và đó là hình ảnh tiêu biểu của một U23 Việt Nam cũng đã vào nhịp tốt hơn ở trong hiệp 2. Hữu Thắng, Lê Văn Đô. Lê Văn Đô hoạt động trong một phạm vi rộng hơn và cũng đã chơi tốt hơn ở trong hiệp 2. Đúng là khi mà tỷ số là 3-0, tâm lý thoải mái hơn, mọi thứ thoải mái hơn. Hữu Thắng không đủ lực để có thể đánh bại được thủ môn của đối phương. Đúng là với các cầu thủ trẻ, khi có được một tâm lý thi đấu thoải mái thì những pha xử lý cá nhân của họ cũng trở nên tốt và tròn trịa hơn. Trận đấu trên sân The Seven tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trận đấu giao hữu quốc tế thứ 2 của đội tuyển U23 Việt Nam đã bước sang phút thứ 75. 3 bàn thắng đã được ghi và nó đều thuộc về đội tuyển U23 Việt Nam. Những người đã ghi bàn cho U23 Việt Nam cho tới thời điểm này là Lê Văn Đô và cú đúp của Văn Đạt. Hy vọng rằng những thông tin là Myanmar không tham dự vòng loại U23 châu Á là những thông tin không chính xác. Chúng ta cần xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu nhiều trận đấu hơn là chỉ có một trận đấu với các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa. Những sự thay đổi người tiếp theo của các cầu thủ Kyrgyzstan. Thủ thành mang số áo 16 Apat Ulu sẽ vào sân để thay cho Tokotaev. Bằng đội trưởng sẽ thuộc về cầu thủ mang áo số 17, đó là Tasiev. Trước đó thì cầu thủ số 14 cũng đã vào sân, đó là Karichanov. Đây là chủ nhân của hai bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ hai, giúp đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước U23 Kyrgyzstan với tỷ số là 3-0. Hiện Trần Văn Đạt đang là cầu thủ trong màu áo của câu lạc bộ Công an Nhân dân. Hồi trước thì anh còn chơi trong màu áo của Phú Thọ tại giải nhất quốc gia. Trọng Long là xử lý khá hay của Việt Cường so với lứa U23 Việt Nam thì Việt Cường chính là một những cầu thủ được thi đấu rất nhiều tại V-League dưới màu áo của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Nhưng tại Bình Dương thì Việt Cường không được chơi nhiều ở vị trí tiền đạo mục tiêu, nơi mà Tiến Linh đang chơi ổn định. Nhâm Mạnh Dũng, Lê Văn Đô, khá hay. Một tình huống không quan sát của Nguyễn Trần Việt Cường. Nếu như anh đỡ bóng lại trong tình huống vừa rồi thì Việt Cường sẽ có một khoảng trống rất lớn, không có bất kỳ một hậu vệ nào theo sát Việt Cường trong pha bóng vừa rồi. Quan sát cũng chính là một những điểm rất yếu của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Trong hiệp thi đấu thứ hai thì các cầu thủ Kyrgyzstan gần như
không có được tình huống lên bóng nào ấn tượng cả. Trọng Long mở bóng không thành công. Ngay lập tức thì Nhâm Mạnh Dũng đã có mặt kịp thời để giành lại bóng cho cao thủ U23 Việt Nam. Cự ly đội hình của cao thủ U23 Việt Nam ở những phút vừa qua là khá ổn định. Hữu Thắng, Lê Văn Đô, pha xử lý tốt. Abilov, Ali Gulov, không có gì bất ngờ cả. Pha lên bóng của cao thủ Kyrgyzstan thường được các cầu thủ U23 Việt Nam hóa giải một cách hết sức đơn giản. Khi tuyến giữa của U23 Việt Nam cầm bóng tốt hơn, điều tiết một cách linh hoạt thì nó cũng góp phần làm giảm tải cho hệ thống phòng ngự. Điểm sáng là những cầu thủ vào sân thay người ở trong cả hai trận đấu giao hữu đều gần như là ngay lập tức giúp cho đội bóng của chúng ta có được một nhịp thi đấu tốt hơn hẳn. Như vậy là bên cạnh bộ khung chính thì khi cần thiết để có những sự thay đổi thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể chờ đợi và việc các cầu thủ dự bị sẽ không mất quá nhiều thời gian và không bị khớp với nhịp độ vốn có. Cơ hội dành cho các cầu thủ Kyrgyzstan. Pha không chế bóng không thực sự thành công. Ali Gulov là người vừa có cơ hội. Trong những cái tên chưa được vào sân ở trong trận đấu này thì ngoài trường hợp của thủ thành Nguyễn Văn Toản là tương đối chắc chắn ra thì có lẽ những cái tên như là Nguyễn Văn Minh, Đoàn Anh Việt, Hồ Thanh Minh và Cao Trần Hoàng Hùng, thế là những cái tên có thể sẽ không nằm trong danh sách đăng ký của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á tới đây tại Kyrgyzstan. Đây đã là trận giao hữu quốc tế cuối cùng để huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện mình có thể chốt lại danh sách 23 cầu thủ chính thức cuối cùng. Đánh đầu! Cơ hội như vừa rồi mà các cầu thủ Kyrgyzstan còn không có bàn thắng rút ngắn tỷ số, cho thấy sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam. Quá trống trải. Những tình huống phòng ngự rất hời hợt đến từ Bùi Hoàng Việt Anh và Nhâm Mạnh Dũng, chỉ có may mắn mới cứu thua cho khung thành của U23 Việt Nam. Và dứt điểm của Tasiev, khoảng cách đánh đầu trong pha bóng vừa rồi chỉ khoảng 3 mét thôi, nhưng không hiểu sao Tasiev lại đánh đầu vọt xà trong pha bóng vừa rồi. Cao Trần Hoàng Hùng và Văn Minh sẽ là những sự thay đổi người còn lại của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong vòng 3 phút thì đội tuyển U23 Việt Nam phải đối mặt với hai tình huống nguy hiểm với những quả tạt đều vượt quá tầm kiểm soát của các trung vệ. Đây là lứa cầu thủ sẽ phải rất nguy hiểm. Một pha ra vào và không kiểm soát được hoàn toàn mọi thứ của thủ môn Trịnh Xuân Hoàng. Và người ông vào lại là Ali Gulov. Đây là lứa cầu thủ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á. Và mục tiêu còn lớn hơn đó là bảo vệ chức vô địch SEA Games. Giải đấu sẽ được tổ chức trên sân nhà.
những trận giao hữu quốc tế như thế này. Thực sự là những cơ hội quý giá nếu xét về bình diện 2 năm vừa qua. Đã không thể có được những cơ hội như vậy. Trái ngược hoàn toàn so với những người đàn anh. Trước khi đến với Thường Châu thì lứa U19 của những Công Phượng và Văn Toàn đã có quá nhiều cơ hội thi đấu từ các giải đấu quốc tế cho tới những giải đấu trong nước. Và nó đã dần dần hình thành nên bản lĩnh của một đội bóng lớn. Bùi Hoàng Việt Anh rời sân. Hai sự thay đổi người của huấn luyện viên Park Hang-seo với sự xuất hiện của Cao Trần Hoàng Hùng và Văn Minh. Cầu thủ Kyrgyzstan cũng có những sự thay đổi người. Đó đều là những sự thay đổi người cuối cùng của cả hai đội. Của Nguyễn Văn Minh cũng rất giống với trường hợp của Lê Xuân Tú. Khi còn thi đấu cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì cả hai cầu thủ này thi đấu rất ấn tượng. Nhưng khi trở về với câu lạc bộ Hà Nội thì cả hai đã không được thi đấu nhiều. Nếu không muốn nói là không được thi đấu. Tại V-League vừa rồi thì Văn Minh mới chỉ có 13 phút thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội mà thôi. Với những cầu thủ trẻ, với việc không được thi đấu thì sẽ đi đôi với việc bị xuống phong độ. Pha phá bóng vừa rồi là của Đặng Văn Tới. Trần Văn Đạt, tốc độ của Trần Văn Đạt. Một trận đấu mà Văn Đạt chơi khá thanh thoát. Đây là Văn Minh. Tắt bóng. Phạm lỗi của Đặng Văn Tới. Đây chúng ta cũng không có quá nhiều thông tin về các đối thủ của chúng ta tại vòng loại U23 châu Á sắp tới đây. Đó là những trường hợp của U23 Myanmar cũng như là trường hợp của U23 Đài Bắc Trung Hoa. Thì đương nhiên là họ cũng đã phải chịu những ảnh hưởng tương đối nặng nề về dịch Covid-19. Khi mà Myanmar trong thời gian gần đây, giải quyết quốc gia của họ cũng đã bị hủy hoàn toàn. Bên phía Kyrgyzstan đó là Ali Gulov. Có thể là cả ba thủ môn Vũ Văn Toàn, Đoàn Văn Chuẩn và Trịnh Xuân Hoàng cũng sẽ đều là cái tên được huấn luyện viên
Phang Sò đá vào đi, đưa sang Kyrgyzstan. Pha va chạm không đáng có. Văn Đạt và Kadijanov. Điều khá đáng mừng là chúng ta cũng đã nhớ tốt được lên, đặc biệt là trong hiệp 2 của trận đấu này. Này, điều đáng lo nhất là chúng ta sẽ cần phải xem là chấn thương của Hai Long liệu có nghiêm trọng hay không. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi là chúng ta đã bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á 2022. Thì tức là hôm nay đấu với Kyrgyzstan đã là ngày thứ 10 chúng ta có chuyến tập huấn tại các tiểu vương quốc ở Ả Rập Thống Nhất. Chuyến tập huấn vô cùng bổ ích sau một quãng thời gian rất dài chỉ đóng quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam. Tài truyền bóng họng của Văn Việt. Không có một tình huống lên bóng nào ấn tượng của các cầu thủ Kyrgyzstan cả. Trọng Long là cầu thủ rất mạnh mẽ ở khu vực giữa sân. Và cầu thủ đang bị đau bên phía Kyrgyzstan đó là Buzakmatov. Một thi đấu chính thức cuối cùng, tỷ số đang là 3-0 cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Cách biệt rất lớn và đương nhiên chắc chắn 100% là không có bất kỳ bất ngờ nào cả trong trận đấu này với những gì mà cao thủ Kyrgyzstan đang thể hiện. Sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai. Hữu Thắng xử lý tốt của Việt Cường, lợi thế cho cao thủ U23 Việt Nam. Trọng Long dứt điểm từ xa. Lực đi của trái bóng là khá tốt. Mềm mại của Nhâm Mạnh Dũng. Vẫn là Văn Đạt, một góc sút tương tự. Nhưng lần này thì Văn Đạt không phải vừa rồi là Việt Cường. Việt Cường cố gắng căng ngang vị trí của Văn Đạt ở phía trong. Tình huống căng ngang của Việt Cường, bóng đi đúng vào một vị trí của trung vệ bên phía Kyrgyzstan. Vào đây. Đây sẽ là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Mai Xuân Quyết. Lúc này thì trọng tài Ahmed Salim Kafan đã đổi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Kyrgyzstan. Kết quả là 3-0 nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam. Các bàn thắng được ghi do công của Levando ở phút thứ 36. Trần Văn Đạt đã ghi 2 bàn thắng ở phút thứ 50 và 59 giúp cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Một chiến thắng tương đối dễ dàng của đội tuyển chúng ta. Hy vọng rằng với chiến thắng này chúng ta sẽ có một đà thuận lợi
để bước vào những trận đấu chính thức tại vòng loại U23 châu Á tới đây tại Kyrgyzstan trước các đối thủ như là Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. Vâng, trận đấu của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Của phim truyện với những bộ phim nước ngoài mới nhất, những bộ phim với góc nhìn đa dạng về cuộc sống và những siêu phẩm điện ảnh choáng ngợp. Cùng các show diễn mới lạ, độc đáo dành riêng cho On Sport Cộng. Hãy mở kênh cửa On Sport Cộng để cảm nhận trọn vẹn thế giới của thể thao và giải trí. Đăng ký ngay trúng quà hay. Khi khách hàng lắp mới truyền hình và internet cáp quang tốc độ cao lên tới 220 Mbps/giây từ VTV Cáp, miễn phí hỏa mạng tặng đến 12 tháng sử dụng dịch vụ, giảm tới 20% phí thuê bào, trang bị đầu thu, thiết bị wifi.